Xin chào, các anh chị có khỏe không? Như thường lệ thì mình làm một cái chương trình hỏi và đáp với lại luật sư Jennifer Hào. Và ngày hôm nay mình muốn làm một cái đề tài mà dành riêng cho các anh chị em nào hiện giờ đang sống ở bên Việt Nam. Vì mình biết là rất là nhiều người đang ham muốn sang qua bên đây để mà định cư ở bên Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi mình cũng gặp một số người qua bên đây rồi sau đó lại hối hận hoặc là muốn quay về Việt Nam. Thành ra mình thấy đây là một điều khá là quan trọng mình cần phải chia sẻ với anh chị. Trước khi mình bắt đầu vào cái chương trình ngày hôm nay thì mình cũng kêu gọi anh chị mời các bạn khác nào mà đang có quan tâm về vấn đề này vào xem chương trình. Và đồng thời anh chị cũng có thể share cái video này hoặc là tạo những cái watch party ở trên cái trang của anh chị để mà mình có thể phổ biến thông tin nó rộng rãi hơn ha. Không biết là anh chị có nghe rõ hay không, nếu anh chị có thể có nghe rõ thì cho mình biết. Và đồng thời để mình chia sẻ cái video này vào trong trang cá nhân của mình một chút xíu ha anh chị. Trong cái thời gian mà mình chờ đợi cái Facebook nó phổ biến. Và những anh chị nào đang theo dõi chương trình thì có thể cho mình biết là anh chị đang theo dõi từ đâu và đang nghe rõ hay không ha. Đôi khi cái âm thanh của cái máy của mình nó bị trục trặc kỹ thuật. Và cũng có một số anh chị nói với mình là mình nói nhỏ quá, mình không biết là cái âm thanh của bên máy mình hay là máy của anh chị. Nhưng mà nếu mà chị nghe rõ thì cho mình biết ha. Hello chị Tâm, hello Nhung, hello Tiffany, chào. Ok, chị Tâm nói là nghe rõ rồi, cảm ơn chị, rất là cảm ơn chị đã cho em biết ha. Em nghĩ là một số anh chị sẽ khá là quan tâm về cái vấn đề này. Trong mấy tuần vừa qua là vì bên Mỹ, cái nền kinh tế nó đang bị ảnh hưởng, thành ra Jennifer làm khá là nhiều cái video để mà giúp những anh chị em đang sống tại Mỹ, đặc biệt là những anh chị em trong ngành nghề nails, quan tâm tới vấn đề xin tiền thất nghiệp hay là bị tiệm nails bị đập phá và mình đang muốn giải quyết những cái vấn đề liên quan tới cái cửa tiệm, bảo hiểm, bồi thường, đồ vân vân. Nhưng mà mình thấy là vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, sở di trú đã mở cửa hoạt động trở lại và dần dần lãnh sự sẽ mở cửa để mà phỏng vấn những anh chị em tại Việt Nam trở lại. Thành ra mình thấy là đây là một trong những cái đề tài nhiều người quan tâm, cũng hiện giờ rất là nhiều người cũng đang liên lạc với mình để xem coi bên văn phòng còn nhận hồ sơ định cư lao động hay không. Thì mình cũng xin trả lời với anh chị là mình vẫn có ha. Ok, nghe rõ rồi phải không anh chị? Một số anh chị đang theo dõi từ Việt Nam, một số anh chị cũng đang ở tại Hoa Kỳ. Tuần nào cũng rất là vui có dịp để mà lên đây cùng anh chị. Và ngày hôm nay mình có mở một cái đường dây đặc biệt là những anh chị nào mà đã có muốn hỏi câu hỏi trực tiếp á, thì anh chị có thể bấm vào trong cái đường link ở trên. Nếu mà anh chị đang ở bên Việt Nam á, thì nó là một cái đường link Zoom. Còn nếu mà anh chị đang ở bên Hoa Kỳ thì anh chị cũng có thể gọi vào bằng số điện thoại. Cái số điện thoại á, là nó là một cái đường dây khá là dài ha anh chị. Nếu mà anh chị bấm vào cái đường link copy nguyên cái số điện thoại á, thì tự động cái hệ thống nó sẽ mở cái đường dây cho anh chị. Tại vì cái hệ thống Zoom nó bắt là mình bấm nhiều số vào để mà mình vào cái phòng họp. Nhưng mà những ai mà đang muốn thắc mắc có câu hỏi gì liên quan tới cái vấn đề riêng của anh chị thì anh chị có thể hỏi ngay ở trên chương trình. Mình hy vọng là trong tương lai thì có thể làm những cái chương trình phong phú hơn cho các anh chị. Ok, rồi mọi người đã nghe rõ thì mình cũng xin tự giới thiệu về bản thân của mình một chút xíu. Mình tên là Jennifer Hà, tên tiếng Việt là Hà Cẩm Tú. Hiện giờ mình đang sinh sống tại thành phố Salt Lake City, Utah, tại tiểu bang ở khoảng chừng miền Tây Hoa Kỳ, nó gần Cali ha anh chị. Từ đây qua bên Cali thì khoảng chừng 1.5 tiếng. Và văn phòng của mình cũng đã mở cửa được mười mấy năm nay. Trong cái thời gian vừa qua thì mình may mắn được nhận những bộ hồ sơ di trú, cũng giống như là hồ sơ di sản, bình định hoặc di sản, cũng như là hồ sơ thương mại của một số anh chị em khắp mọi nơi. Và trong thời gian vừa qua có thể là anh chị đã nghe mình phổ biến chương trình AB3 là một trong những cái chương trình định cư lao động. Một số công ty đã nhờ văn phòng của mình đại diện để mà họ tuyển nhân viên từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu nhân sự của họ. Đương nhiên là trong cái thời gian vừa qua vì cái dịch COVID thì một số công ty đã bị ảnh hưởng lớn qua cái kênh dịch bệnh này.
và cái việc EB3 thì nó sẽ chạy chậm hơn lúc trước, nhưng không có nghĩa là họ không có tiếp tục duyệt hồ sơ. Thành ra những ai mà đang có hồ sơ đang chạy với diện EB3 thì các anh chị yên tâm, họ vẫn duyệt hồ sơ nhưng mà nó chậm hơn lúc trước thôi. Nhưng hiện giờ những cái bộ hồ sơ mà đang chạy cực kỳ nhanh là những bộ hồ sơ liên quan tới ngành nghề y tế, đặc biệt là trong ngành y tá cũng như là ngành điều dưỡng, là hai nơi mà Jennifer vẫn nhận nhiều hồ sơ. Thành ra nếu mà anh chị có cái nhu cầu liên quan tới những hồ sơ đó thì anh chị có thể liên lạc trực tiếp với lại văn phòng và sẽ được tư vấn rõ ràng hơn về cái tình trạng riêng của anh chị. Ok, rồi mình quay về cái đề tài chính của ngày hôm nay. Mình nghĩ là một cái đề tài khá là thú vị, tại vì đôi khi mình trao đổi với những người khách hàng ở trong văn phòng và một số người đã qua bên đây rồi, rồi xong sau đó hối hận. Thành ra mình cũng muốn có một cái sự chuẩn bị gì đó thêm cho những ai đang khao khát đi Mỹ, đang ôm giấc mơ qua kỳ, nhưng mà nhiều khi anh chị không có biết rõ là mình đang bước vào cái cuộc sống như thế nào khi mà mình quyết định để mà mình đánh đổi mọi thứ sang qua bên đây. Nói tới vấn đề lý do tại sao nhiều người muốn qua bên Mỹ để mà định cư thì có rất là nhiều lý do. Thì mình sẽ liệt kê một vài cái lý do có thể là anh chị biết rồi nhưng mà chưa nắm rõ ha. Thì thứ nhất là đương nhiên ai ai cũng biết là cái hộ chiếu của Hoa Kỳ là một trong những cái hộ chiếu mạnh nhất của toàn cầu, phải không anh chị? Anh chị có thể cầm một cái hộ chiếu tại Hoa Kỳ và đi khắp mọi nơi. Đó là một trong những cái lý do tại sao nhiều người đang khát khao đi qua bên Mỹ và trở thành người cư dân ở bên đây. Những ai bên Việt Nam mà đã cố gắng đi nước ngoài, cho dù chỉ đi du lịch thôi, anh chị cũng biết là từ Việt Nam mà muốn đi thì là một điều cực kỳ khó khăn. Anh chị phải chứng minh tài chính, phải chứng minh là mình có những cái rối buộc gì ở bên Việt Nam mình mới được cấp cái visa, chứ không phải người nào muốn đi Mỹ cũng được, phải không? Thành ra khi mà chúng ta đang sống ở tại Mỹ và chúng ta có một cái thẻ xanh và một cái hộ chiếu tại Mỹ thì mình có cái sự tự do để mà phiêu lưu cả thế giới. Đó cũng là một trong những điều mà mình cảm thấy rất là may mắn khi mình là một người cư dân tại Mỹ. Thứ nhì là khi mà mình qua bên đây là con cái của mình được đi học miễn phí. Mình biết ở nhiều quốc gia giống như là ở bên Việt Nam thì con cái của mình đã phải trả tiền học phí rất là cao để mà đi học trường, rồi xong sau đó thì phải đóng học phí thêm để mà tối về học kèm thêm với lại thầy cô. Những gia đình nào mà có điều kiện cho con đi học trường quốc tế thì cũng biết là cái tiền học nó tăng lên mỗi năm. Thứ ba là sức khỏe môi trường. Ai ai cũng biết là tại những cái môi trường giống như là Việt Nam mình hay bị ô nhiễm, bị vấn đề thực phẩm khiến những cái bệnh giống như là bệnh ung thư, những cái khói bụi ngoài đường, và cuối cùng cái quyền tự do ngôn luận thì ai ai cũng biết rồi ha. Nhưng mà đôi khi chúng ta biết về những cái quyền lợi đó khi mà chúng ta bước qua bên Mỹ rồi thì có một số người mình cảm thấy, trong khách hàng mình cũng có, là anh chị thật sự không có chuẩn bị trước cho những gì mà anh chị sẽ mất khi mà anh chị sang qua bên đây. Bây giờ mình nói tới cái vấn đề những ai mà sang qua bên đây với lại cái diện gia đình bảo lãnh hoặc là diện lao động định cư đi. Anh chị cũng biết là hiện giờ tại Hoa Kỳ thì phần đông những ai mà sang qua bên đây thì sẽ đi với cái diện lao động định cư hoặc là gia đình bảo lãnh, và mình phải đánh đổi thật nhiều. Cái điều đầu tiên mình đánh đổi là cái địa vị chức vụ của mình ở tại Việt Nam. Có nhiều người qua bên đây trước đây là tổng giám đốc công ty, trước đây đã là những người có kiến thức, có địa vị trong xã hội và trong công ty, nhưng mà khi mà họ qua bên đây thì cái sự đả kích mất những cái vị trí cao đó thì đôi khi rất là khó để mà họ thích nghi với lại cái cuộc sống ở bên đây. Và có nhiều người cho dù qua bên đây mười mấy năm họ làm những cái chức vụ không cao lắm, nhưng mà họ cứ ôm luôn luôn nhìn về quá khứ, lúc xưa tôi là người này, tôi là người kia, và họ có một cái thời gian rất là khó khăn thích nghi. Một số người sẽ bị trầm cảm, một số người rồi quay về Việt Nam, một số người sẽ không có tiến về phía trước được. Thứ hai là mình sẽ đánh mất gia đình của mình. Khi mà mình qua bên Mỹ thì đương nhiên là phần đông anh chị sẽ đi cùng với lại vợ chồng con cái. Và thường ở cái môi trường bên Việt Nam, anh chị cũng biết là chúng ta sống gần gũi người thân rất là nhiều. Cậu mợ, anh chị em, chúng ta đều ở trong hàng xóm với nhau và gặp nhau rất là thường xuyên.
và một số anh chị chưa có chuẩn bị cho cái sự cô đơn khi mà anh chị sang qua bên đây. Thứ ba là cái khó khăn về ngôn ngữ. Tuy nhiên, hầu như là 100% của những người mà Jennifer phỏng vấn để chuẩn bị hồ sơ đi sang qua bên đây định cư, ai ai cũng nói với mình là họ biết tiếng Anh chút chút, nhưng mà trên thực tế khi mà họ sang qua bên đây thì cái vấn đề trao đổi ngôn ngữ tiếng Anh của họ rất là yếu và kém so với những người bản xứ, và vì vậy họ cảm thấy bắt đầu họ tự ti và họ không có nói tiếng Anh nhiều và không có nắm bắt được những cái cơ hội mà họ có. Và thứ tư là khi mà mình sang qua bên đây làm lại từ đầu thì nó là một cái điều rất là khó. Có thể là anh chị đang có sự nghiệp rất là thành công ở tại Việt Nam, có thể là anh chị có tài sản rất là nhiều, đã đầu tư bất động sản, đã hùng hạp làm ăn gì đó ở bên Việt Nam, và anh chị đã mất những cái thứ đó khi mà anh chị sang qua bên đây. Vậy thì giữa cái được và giữa cái mất, chúng ta phải chọn cái nào khi mà mình quyết định để mà đánh đổi mọi thứ sang qua bên đây tìm kiếm một cái cuộc sống mới? Và tại sao có một số người sang qua bên đây họ thành công rực rỡ và một số người có một cái cuộc sống bế tắc? Mặc dầu ở bên Việt Nam có thể là vị trí giống nhau, có thể là khả năng giống nhau và tài chính giống nhau, nhưng mà sang qua bên đây mình thấy là hai cái rẽ đời nó đi hai ngã. Và mình nhiều khi á, trong cái lĩnh vực luật sư, mình cảm thấy mình giống như là một cái người bác sĩ tâm lý vậy anh chị. Ngoài cái việc lo về trường hợp pháp lý cho những người khách hàng, nhưng mà mình cũng được chia sẻ những cái vui buồn trong cuộc sống của họ sau khi mà họ sang qua bên đây, và họ cũng chia sẻ với mình những cái khó khăn họ gặp, đôi khi để mà nhờ mình hỗ trợ, đôi khi để mà tâm sự vì họ không có ai ở bên đây. Và cái thông điệp này mình muốn gửi cho tất cả anh chị em nào mà đang suy nghĩ tới cái việc qua bên đây, đặc biệt là qua bên đây để mà định cư, vì mình muốn anh chị có cái sự chuẩn bị tốt nhất để mà anh chị có thể thành công trong cái thời gian ngắn nhất, vì mình không muốn là anh chị qua bên đây và sống một cái cuộc sống u buồn, thất bại và sau đó quay về nước. Tại vì mình cũng có một số người mình gặp ở tại Việt Nam trước đây đã sống ở bên Việt Nam và và qua bên đây chịu không nổi rồi xong sau đó lại quay về nước ha. Thì trước hết á, mình thấy là cái sự khác biệt giữa cái người thành công ở bên Mỹ và cái người mà qua bên đây sống một cái cuộc sống phải nói như thế nào hả, sống qua ngày chờ qua đời. Thì mình thấy là cái người mà họ thành công là thường họ sẽ xác định mục tiêu rất là rõ ràng trước khi mình đi. Mình thấy là có nhiều người họ khát khao đi Mỹ và chỉ biết nhắm vào được cái visa đi Mỹ thôi, nhưng mà họ hoàn toàn không có cái sự chuẩn bị gì cả để mà họ sống ở bên Mỹ. Có nghĩa là họ chỉ biết là sang qua bên Mỹ rồi mới tính. Và khi mà họ sang qua bên Mỹ rồi mới tính thì họ thấy là họ sẽ bị thua thiệt rất là nhiều so với lại những người mà họ có một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Vì khi mà anh chị ở cái, có thể là nếu mà anh chị còn trẻ 19, 20 tuổi thì nó sẽ dễ dàng thích nghi hơn. Nhưng mà phần đông những người khách hàng của mình là ở cái độ tuổi giống như mình, ở khoảng chừng 40, 50. Thì lúc đó là chúng ta đã có tất cả tại Việt Nam rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta qua bên đây, nếu mà mình không có rõ mục tiêu, mình sẽ thấy vèo, trong vòng 10 năm nó sẽ bay đi rất là nhanh và anh chị sẽ không có cái gì trong tay cả. Thì rất là nhiều người đã nói với mình họ muốn qua bên đây để mà họ mua nhà, nhưng mà trên thực tế họ không có một cái khái niệm gì là mua nhà như thế nào. Họ hoặc là họ nói họ muốn qua bên đây để mà họ có cơ hội phát triển công việc làm ăn, hay là họ muốn có một cái công việc tốt hơn. Nhưng mà thật sự nó rất là mơ hồ. Nó rất là mơ hồ, và vì họ, cái mục tiêu của họ mơ hồ như vậy, họ không bao giờ đạt được những cái mục tiêu đó, hoặc là họ đạt nhưng mà nó tới chừng mức nào nó rất là thấp so với lại những gì họ đang có ở bên Việt Nam. Thành ra nếu mà anh chị đang chuẩn bị sang qua bên đây, đang có ý định mở hồ sơ định cư, thì mình muốn anh chị suy nghĩ tới cái vấn đề này trong cái thời gian mà gia đình mình bàn tính. Tại vì cái việc mà anh chị lay hoay ở trong cái sự đen tối đó, nó dẫn tới nhiều điều lắm anh chị. Mình đã chứng kiến và mình giúp nhiều gia đình lắm. Thứ nhất á, là anh chị sẽ không hỗ trợ được con cái của anh chị đi học. Nhiều người họ nói là sang qua bên đây để mà
cho con cái đi học tốt hơn, có một cái môi trường tốt hơn. Nhưng mà khi mà cái cuộc đời của anh chị nó tiếp tục ở trong cái bóng tối đó, anh chị sẽ không có một cái tinh thần để mà anh chị hỗ trợ cho con cái của anh chị. Tại anh chị nhớ là đối với anh chị nó cũng là, nó là một cái thay đổi, nhưng mà đối với các trẻ em nó cũng là một cái thay đổi lớn hơn. Các con của anh chị phải học cái ngôn ngữ thứ nhì, các con của anh chị sẽ có bài vở mới, một cái trường học mới, và nếu mà anh chị không có chuẩn bị thì con của anh chị sẽ dần dần bị tuột xuống và thua các bạn khác. Mình thấy cái tình trạng này rất là nhiều trong cái thời đại khoảng chừng 80, 89, 90, cái thời kỳ mà HO, gia đình HO qua bên đây đó. Những ai mà không biết HO là gì, là Humanitarian Operation, là dành cho những người mà đã đi cải tạo sang qua bên đây. Thì một số người qua sau khi cải tạo thì con cái lại vào băng đảng vào cái thời kỳ đó rất là nhanh, tại vì cha mẹ không có chuẩn bị để mà thích nghi cái cuộc sống ở bên đây, rồi xong sau đó thì các con lại bị ảnh hưởng. Thời đại đó rất là nhiều người ra vào cái tuổi của mình, năm nay mình 40 tuổi, thì nhiều người đã nhiều người thanh niên vào cái tuổi đó để ra vào tù rất là nhiều, hai anh chị, vì cha mẹ thiếu cái sự chuẩn bị. Thành ra chúng ta quay lại cái vấn đề xác định mục tiêu ở tại Hoa Kỳ, thì mục tiêu là như thế nào anh chị? Nếu mà anh chị có những cái mục tiêu là qua đây muốn mở doanh nghiệp, hoặc là qua bên đây muốn mua nhà, thì anh chị phải biết là anh chị muốn mua nhà ở đâu, mua nhà như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền để mà mình mua nhà, và cái công việc mình qua bên đây mình làm có đủ tiền để mà mình mua nhà hay không, hay là nó chỉ là một cái ước mơ vớ vẩn thôi ha. Nếu mà anh chị nghĩ là anh chị muốn mua nhà trong vòng 3 năm sau khi qua bên đây, thì anh chị phải biết rất là rõ là ở cái khu mà anh chị sẽ sống là căn nhà đó bao nhiêu, và mình trả một tháng là bao nhiêu, và với cái mức lương mình dự định là mình đi làm là mình sẽ cần bao nhiêu tiền để mà mình đóng. Khi mà anh chị cụ thể như vậy thì cái sự phát triển của anh chị tại Hoa Kỳ nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ rõ ràng hơn so với lại một số người khác. Mình thấy một số người ở đây mấy chục năm nhưng mà họ vẫn không có mua được nhà. Vì sao? Vì họ rất là mơ hồ, nó chỉ là cái sự mơ ước của họ thôi, chứ họ không bao giờ có một cái kế hoạch cụ thể và có những cái hành động cụ thể để mà họ đạt được những gì họ muốn. Cũng như là những anh chị nào mà đang dự định là qua bên đây để mà làm ăn kinh doanh, mình thấy là đại đa số là mọi người đều nghĩ là sang qua bên đây rồi sẽ tính. Nhưng mà nếu mà anh chị không muốn bị cuộc đời của mình chôn vùi vô trong một cái hãng xưởng hay là trong một cái ngành nghề mà mình không thích, thì anh chị phải biết rất là rõ là sau khi mà anh chị kết thúc hợp đồng với lại những cái giống như là những anh chị nào đã mở hồ sơ định cư lao động, thì anh chị kết thúc hợp đồng anh chị phải làm những cái gì, anh chị muốn làm những cái gì. Ví dụ như anh chị muốn làm chủ tiệm nails, hay là sở hữu cái nhà hàng, hay là anh chị muốn hùng hạp kinh doanh với ai đó, thì anh chị phải biết trước là mình có một cái ý định đó ở trong đầu của mình. Làm sao mà mình vay vốn, làm sao để mà mình xây dựng được tín dụng của mình ở bên đây, để mà mình vay cái số tiền mình cần để mà mình kinh doanh. Những thứ đó, đó là trong cái thời gian mà anh chị đang chờ đợi visa, trong cái thời gian anh chị rảnh rang thì nên tìm hiểu trước. Thông tin hiện giờ mình đang ở trong cái thế giới công nghệ, không có lý do gì mà mình không có thể tự tìm hiểu những cái thông tin đó. Đừng chờ đợi người khác cung cấp thông tin đó cho mình, đặc biệt là đừng chờ đợi những ai đang sống ở tại Hoa Kỳ cập nhật thông tin đó cho mình. Vì sao? Vì có thể là một trong hai việc nó sẽ xảy ra. Thứ nhất là cái người đang sống ở tại Hoa Kỳ có thể là họ đã sống một cái cuộc sống không có thành công rồi, thì cái người không có thành công làm sao mà họ giúp anh chị thành công được. Và vì cái sự hiểu biết của họ nó rất là hạn chế ở cái mức độ nào đó thôi. Thành ra nếu mà họ không có đạt được những gì mà anh chị muốn, đâu có lý do gì mà họ có thể hỗ trợ anh chị đạt được những cái việc mà anh chị muốn. Thứ nhì là cái sự ganh tị nó đôi khi nó sẽ diễn ra trong gia đình. Đôi khi nếu mà họ đã qua mười mấy hai chục năm mà họ đã không đạt được những cái gì trong cuộc sống của họ, thì đương nhiên đôi khi họ sẽ không có muốn anh chị thành công hơn họ. Nếu mà anh chị mới qua thì cái việc đó nó xảy ra rất rất là nhiều luôn. Anh chị phải biết là mình đã chứng kiến bao nhiêu gia đình đã tranh cãi nhau
ganh ghét nhau, không nhìn mặt nhau luôn, vì vì cái sự xung đột giữa cái người mới qua và cái người đang sống ở tại đây. Thành ra anh chị đừng có mong chờ là cái người đang sống ở bên đây sẽ kiểu như là trải đường cho anh chị đi. No, mình phải có một cái kế hoạch riêng của mình. Cái điều thứ hai á, là ngoài cái việc có một cái mục tiêu rõ ràng là mình thấy là những người qua bên đây không có cái sự chuẩn bị gì cả, chuẩn bị để mà mình sống ở trong một cái môi trường mới và chuẩn bị những cái mình cần thiết để mà mình sang qua bên đây sống. Mà mình đưa cho anh một cái, anh chị một cái ví dụ nha. Lái xe ha, có rất là nhiều người họ sẽ chờ đợi sang qua bên đây rồi họ mới đi học lái xe. Còn trong cái lúc mà họ rảnh rỗi ở bên Việt Nam, họ có thời gian, họ có ngôn ngữ để mà họ học thì họ lại không có học. Thành ra khi mà họ qua bên đây họ không có cái phương tiện di chuyển thì nó sẽ rất là bất tiện cho họ, rất là bất tiện cho người thân của họ, và họ sẽ bị trói buộc ở trong một cái không gian rất là khó chịu khi mà mình không có đi được đâu hết. Và anh chị cũng biết á, là hiện giờ mặc dù một số tiểu bang họ cho mình thi cái bằng lái xe bằng cái ngôn ngữ thứ nhì, nhưng mà nếu mà mình không có được may mắn ở trong những cái tiểu bang đó thì mình không có chuẩn bị thì mình sẽ không có cái bằng lái xe. Không có bằng lái xe thì anh chị sẽ bị hạn chế công việc, có bị sẽ bị hạn chế chỗ ở, bị hạn chế về vấn đề di chuyển, hạn chế về cái việc con cái mình đi học ở đâu. Thành ra một cái lời khuyên cho những ai mà đang chờ đợi visa thì anh chị cần phải tìm hiểu là mình sẽ về tiểu bang nào và mình phải học lái trước. Ít ra mình học cái lý thuyết trước để mà mình biết mình có cái bằng lái liền sau khi mà sang qua bên đây. Thứ nhì là nếu mà anh chị đã biết là mình sang qua bên đây rồi thì anh chị nên đăng ký một vài lớp Anh văn. Tại vì nếu mà anh chị sang qua bên đây mà giống như người câm người điếc thì chắc chắn là cái cơ hội mà anh chị sẽ nhận được ở tại đây nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Có rất là nhiều phương pháp để mà chúng ta học tiếng Anh trong cái thời đại hiện tại này. Học online cũng được, học tại nhà cũng được, học qua máy vi tính. Nhiều phương pháp để chúng ta có cái sự chuẩn bị đó. Mình vẫn không hiểu tại sao nhiều người họ vẫn rất là lơ là trong cái việc đó. Rồi xong sau khi mà họ sang qua bên đây họ không biết gì cả. Rồi khi mà đôi khi mà họ nhờ vả người thân thì nó sẽ có những cái chung đụng nó sẽ diễn ra. Nói chung á là muốn được tự do thì phải biết tự lo, phải không anh chị? Thứ ba đó là cái vấn đề chuẩn bị một số tài chính trước khi mà mình sang qua bên đây. Có thể là một số anh chị mà sang qua bên đây với diện định cư lao động thì anh chị đã có chuẩn bị một số tài chính để mà sang qua bên đây rồi. Nhưng mà phần đông á, những ai mà có thân nhân bảo lãnh á, thì thường mình hay ý y sống nhờ người khác sau khi mà anh chị sang qua bên đây. Và mình bảo đảm với anh chị á, là cái con đường để mà hủy hại cái mối quan hệ giữa người thân với nhau nhanh nhất á, là sống trong nhà cùng với lại cái người bảo lãnh mình qua. Mình đã chứng kiến có thể là một năm bao nhiêu cái sự kiện, tại vì cái văn hóa giữa cái người ở bên Việt Nam và cái người ở bên Mỹ nó sẽ rất là khác nhau, và đôi bên sẽ có cái expectation. Cái expectation là tiếng Việt nói làm sao ta, là cái sự đòi hỏi hả, cái sự mong muốn ở đối phương. Mà khi mà khi mà cái sự mong muốn của mình nó không có được đáp ứng bởi cái người mình sống chung á, thì sẽ có cái sự chung đụng. Mình đưa ra một cái thí dụ, mình biết một gia đình này khi mà mới sang qua bên đây là sống chung với lại gia đình của người chị đã bảo lãnh qua bên đây rồi. Xong sau đó là gia đình họ sang qua bên đây sống chung. Ban đầu trong khoảng chừng 1-2 tuần đầu thì mọi việc rất là êm ấm, nhưng mà sau đó thì sẽ có những cái chung đụng nó diễn ra, và sau đó, và ngay bây giờ họ không nhìn mặt nhau luôn. Và nó tới từ những cái việc nhỏ nhỏ anh chị. Việc đầu tiên là cái người chị này bảo lãnh cái người em trai qua bên đây, và người em trai đã đi cùng với lại vợ và con. Sau khi qua bên đây thì gia đình
đình họ thì ở nhà, và người vợ, có nghĩa là người em dâu, thì ở nhà đôi khi là nhờ chồng mình làm cái này làm cái kia ở tại nhà. Người chị thì thấy khó chịu, không thích người em mình bị người vợ sai khiến. Và xong sau đó thì cằn nhằn xong rồi gọi về Việt Nam nói là ở bên đây tụi nó như thế này thế kia. Rồi qua cái việc nhỏ mỗi ngày như vậy thì thành ra nó trở thành một cái việc lớn. Và cuối cùng thì gây cãi rất là nhiều. Và cái gia đình từ bên Việt Nam họ bắt buộc họ phải dọn ra để mà ở riêng. Thành ra nếu mà anh chị muốn tránh cái trường hợp đó, muốn giữ cái mối quan hệ thật tốt, thì cái việc tốt nhất là nên tìm kiếm một cái chỗ ở riêng, đừng sống chung với lại cái người bảo lãnh mình qua bên đây. Cái đó là một cái lời khuyên chân thành nhất từ mình. Tại vì không những có cái sự chung đụng đó nó diễn ra, nhưng mà đôi khi có những cái vụ án đánh đập trong gia đình, mình cũng đã đại diện cái người ở bên Mỹ bị người em đánh, rồi xong cảnh sát kéo tới lại nhà. Khi mà có những cái việc đó nó diễn ra thì anh chị cũng biết là nếu mà mình là cái người có thẻ xanh và mình bị dính dáng tới những cái vụ án bạo lực gia đình thì mình có thể bị tước thẻ xanh, nó rất là nguy hiểm. Thành ra nên cố gắng để mà mình tìm kiếm một cái nơi, một cái không gian riêng là cái lời khuyên chân thành của mình. Và những cái việc đó nó sẽ giúp anh chị khi mà anh chị sang qua bên đây có một cái cuộc sống nó hoàn hảo hơn. Có thể là anh chị đang bị hạn chế về cái vấn đề tài chính, nhưng mà nếu được thì mình nên sắp xếp với lại người thân, mình bàn thảo với lại cái người thân ở bên đây, và mình có thể là mình mượn tiền của họ trước, thì đôi khi nó dễ hơn là sống ở trong một cái căn nhà chung rồi có chung đụng, là cái lời khuyên. Tại vì hai bên, cái văn hóa của hai bên nó sẽ rất là khác nhau. Và cuối cùng mình thấy là cái sự khác biệt giữa văn hóa nó sẽ gây ra nhiều cái chung đụng. Và một cái lời khuyên cuối cùng của mình để mà cho giúp anh chị nào đang chuẩn bị sang qua bên Mỹ á, là mình nên tự giác một chút xíu ha, tự giác một chút xíu. Tại đây cũng là một trong những cái điều mà nó sẽ gây ra những rất là nhiều cái xích mích. Quay lại cái gia đình mà mình đã đại diện trong cái vụ án thư kiện nhau, là hai gia đình đã thư kiện nhau, thì gia đình này là hai vợ chồng, hai đứa con lớn, và họ đã sống chung một căn nhà của người thân chủ của mình cũng được một năm. Họ đã sống ở đó, và trong năm đó là cảnh sát tới nhà rất là nhiều lần. Và một trong những cái mà khiến cho đôi bên có cái chung đụng là vì cái người thân chủ của mình là một cái người rất là bình thường, đi làm hãng thôi, thì chỉ cố gắng đi làm hãng để mà trang trải những cái chi phí trong gia đình, trả tiền nhà, tiền ăn uống, tiền bill ga, bill điện. Và cái người từ bên Việt Nam mới qua thì hai vợ chồng cũng khá là trẻ, và hai đứa con cũng 23-24 tuổi, có nghĩa là bốn người lớn sống trong một cái căn nhà chung cùng với lại cái người thân chủ của mình. Sau một thời gian rất là ngắn thì bốn người đều đi làm hết, và bốn người đi làm thu nhập cũng khá là ổn định và khá là cao, có nghĩa là giữa bốn người mình dự trù là một tháng là họ sẽ có thu nhập khoảng chừng 12-13 ngàn một tháng. Nhưng với cái mức thu nhập cao như vậy, họ không có đóng góp cái gì cả trong cái căn nhà của cái người bảo lãnh cho họ. Và dần dần một giọt nước nó sẽ đổ thành ly. Thì khi cái người thân chủ của mình họ nhìn thấy họ, cái người ở bên Việt Nam họ lại có cái số tiền nhiều như vậy nhưng mà họ không có đóng góp, thì dần dần có cái sự bực bội nó diễn ra. Vì họ cảm thấy là họ đang rất là cực khổ, đang trang trải những cái chi phí, nhưng mà cái người kia họ có tiền, họ không có đóng góp, thì những cái chung đụng nó sẽ diễn ra. Và mình thấy đây là một trong những cái tình trạng chung của rất là nhiều người. Mình không biết tại sao rất là nhiều người sang qua bên đây định cư mà họ không có tự giác về cái việc đó.
ha. Mặc dù có một số người họ đem tiền qua bên đây rất là nhiều, rất rất là nhiều, đôi khi nhiều hơn cái người bảo lãnh họ bên đây, nhưng mà họ không có tự giác về cái vấn đề đó. Những cái việc đơn giản hàng ngày giống như là đi đi ăn uống, hay là đi chợ, hay là đóng góp vào những cái căn hộ đó, họ không có ý thức về cái việc đó. Có nghĩa là ok, có thể là cái người đã sống ở đây lâu, trong 10 cái buổi cơm thì họ trả hết 10 9 buổi đi. Và cái ít ra mình cũng phải là có một cái cử chỉ là mình đãi một lần, nhưng mà mình không biết tại sao phần đông á, mình thấy á, là xuyên qua những cái hồ sơ của khách hàng, là khi mà những người thân họ đi với lại những cái người mà đang sống ở đây thì họ không có tự giác về cái việc đó, họ không có ý thức về cái việc đó, thậm chí khi mà đi mua cái đồ của họ họ cũng không có tự trả. Thành ra cái đó nó khiến cho rất là nhiều gia đình gây cãi, rồi xong sau đó thư kiện nhau, rồi không nhìn mặt nhau luôn, rất là nhiều, rất rất là nhiều. Thành ra nếu mà anh chị đang đang chuẩn bị sang qua bên đây, đang có người thân, thì mình cũng muốn gửi cái lời khuyên này cho tất cả anh chị em đang sống ở bên Việt Nam, đang đang chuẩn bị sang qua bên đây định cư, vì mình muốn là anh chị bắt đầu một cái cuộc sống mới với lại một cái tương lai sáng lạng. Mình không muốn là anh chị sang qua bên đây cảm thấy là mình đã hối hận cái sự quyết định đó, cảm thấy là mình đang sống ở trong một cái địa ngục, và ngoài ra bị mất đi hết người thân ở tại đây. Ok, thì ngày hôm nay cũng không muốn nói nhiều quá. Mình thấy là bao nhiêu đó là có thể là cũng là đủ rồi. Không biết có ai có câu hỏi gì hay không. Thì sẵn đây thì mình cũng cố gắng mình trả lời câu hỏi ha. Ok, có bạn Tuyết Quỳnh hỏi là hồ sơ ba mẹ bảo lãnh con được độc thân trên 21 tuổi, đang thụ lý hồ sơ mấy năm rồi. Ok. Để chị coi là hiện giờ hồ sơ con trên 21 tuổi. Em có thể cho chị biết là hồ sơ là quốc tịch hay là hồ sơ thẻ xanh? Tại cái hồ sơ thẻ xanh và quốc tịch thì nó sẽ có cái sự khác biệt ha, nhưng mà chị sẽ cho em biết cả hai là họ đang xử lý như thế nào. Tuy nhiên là hiện giờ lãnh sự họ vẫn còn rất là hạn chế về cái số lượng visa họ đang cấp, là tại vì cái dịch Covid đó. Nhưng mà để mà em có thể canh lường được ha, là hồ sơ của những con cái độc thân của những ai mà đang có thẻ xanh á, thì vào ngày hôm nay họ đang duyệt hồ sơ từ ngày 15 tây tháng 3 năm 2015 ha. Còn nếu mà anh chị là con của những người có quốc tịch, có nghĩa là anh chị trên 21 tuổi của những người có quốc tịch, thì hồ sơ của anh chị là đang được duyệt từ ngày 22 tháng 5 năm 2014. Có nghĩa là hồ sơ của những ai đang có cha mẹ có quốc tịch thì nó đang duyệt chậm hơn hồ sơ của những ai đang có thẻ xanh ha. Thành ra anh chị cần phải lưu ý cái việc này, nếu mà cái người đang đứng đơn bảo lãnh của mình muốn suy nghĩ tới cái vấn đề thi quốc tịch thì phải kêu họ nhìn vào cái lịch visa trước khi mà họ nộp đơn thi quốc tịch. Tại đôi khi mình cứ nghĩ trong đầu mình là mình thi quốc tịch là nó sẽ giúp hồ sơ của mình, nhưng mà nếu mà cái số lượng visa mà đang được cấp ở trong cái category của mình nó nhiều hơn cái bên kia đó, thì nó sẽ khiến cho cái hồ sơ của mình bị chậm lại rất là nhiều ha. Thì Tuyết em có thể xem lại, có thể vào trong cái trang của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, Department of State đó, để mà em nhìn mỗi tháng họ sẽ thông báo cho mình là họ đang duyệt hồ sơ từ tháng mấy, nó gọi là Visa Bulletin ha. Ok rồi, không biết ai có câu hỏi gì nữa hay không, hay là làm cái chương trình này thì khiến cho các anh chị sợ sợ qua đây, sợ qua bên đây luôn. Ok rồi,
Ok, Uyên Trần có hỏi là hello chị, cho em hỏi người đi lao động về nông nghiệp thì phí có cao và ở Việt Nam có cần nhiều tiền vào ngân hàng không và thời gian qua lao động là bao lâu? Ok. Nông nghiệp ở bên đây á, thì thường á, là họ chuộng đi từ cái nông nghiệp nó có cái loại visa nó gọi là H2B. H2B và H2A thì cái loại visa đó là nó dành cho nông nghiệp, nhưng mà quốc gia Việt Nam của mình thì không có nằm ở trong cái danh sách của những quốc gia được nhận người làm nông nghiệp. Thường á, những cái visa đó thì nó là cái visa ngắn hạn thôi, mình đi trong mùa khoảng chừng 6 tháng, có thể là 5-6 tháng rồi xong sẽ quay về, rồi sang cái mùa sau thì sẽ sang qua bên đây để mà làm trong cái nông nghiệp đó. Còn những cái EP3 đó thì thường là mình sẽ làm trong hãng xưởng, công ty sản xuất, làm trong tiệm nails, làm nối mi, làm nhà hàng, thì phần đông là EB3 là như vậy. EB3 thì không có nhiều cái nông nghiệp, những cái farm ở bên đây thì họ không có làm nhiều về cái EB3 ha em. Ok, Yến Trần. Thẻ xanh về Việt Nam, bị kẹt ở Việt Nam vì Covid-19 đã hơn 6 tháng thì có bị sao hay không? Thì 6 tháng á, thì mình có thẻ xanh á, thì mình được phép mình đi ra nước ngoài trong cái thời gian 364 ngày, đừng có đi quá 365 ngày thì sẽ không có bị sao hết. Còn nếu mà mình cảm thấy là mình sẽ ở quá 1 năm á, nếu mà mình biết trước khi mình đi á, thì mình cần phải xin cái giấy phép để mà mình đi ra nước ngoài trên 1 năm, nó gọi là cái re-entry permit, mình sẽ cần phải lăn tay ở tại đây trước khi mình đi. Sau khi mình về nước thì có thể là cái người thân của mình ở bên đây có thể gửi cái re-entry permit cho mình ở tại Việt Nam, hoặc là mình có thể đi lấy tại lãnh sự. Còn nếu mà mình đang bị kẹt ở bên Việt Nam mà mình sợ sẽ đi quá 1 năm á, thì cái việc đầu tiên mình cần phải làm là mình cần phải liên lạc với lại lãnh sự ở bên Việt Nam. Nó có cái giấy phép lưu hành cho mình để mà mình nộp vô, thông báo với lãnh sự là mình không có ý ở quá hạn, là mình vẫn tiếp tục làm mọi cách để mà mình quay về nước. Thì trong cái việc mà mình liên tục mình liên lạc với lại lãnh sự như vậy á, thì họ sẽ biết là mình có ý định là mình quay về Mỹ, họ sẽ không có tước thẻ xanh của mình. Còn nếu trong cái thời gian lâu quá mà mình không có liên lạc với lại lãnh sự, mình im ru như vậy á, họ sẽ xem là cái hành vi đó là cái cử chỉ mình muốn ở Việt Nam luôn, mình không muốn quay về nước. Và cái tỷ lệ mà mình có thể bị tước thẻ xanh hoặc là không được cho nhập vào Mỹ trở lại thì cái nguy cơ nó khá là cao, đặc biệt là trong cái thời kỳ này với một cái ông tổng thống Trump, thì đó là một trong những cái nguy cơ chúng ta có thể gặp, vì họ đang muốn hạn chế hết sức cái số lượng người nước ngoài vào Hoa Kỳ. Thì em cũng nên lưu ý về cái việc đó ha, nếu được thì nên liên lạc với lại lãnh sự. Ok. Ok, Tiffany. Tiffany nói là bây giờ có thể bảo lãnh ba mẹ được hay không? Hiện giờ thì em vẫn có thể bảo lãnh cha mẹ, cái diện bảo lãnh cha mẹ anh chị em thì nó không có ảnh hưởng gì cả tới cái nó chưa có bị ngưng. Thành ra nếu mà em muốn bảo lãnh cha mẹ anh chị em thì miễn sao em có quốc tịch thì em có thể bảo lãnh được cha mẹ. Ok, Sơn Lê, làm hồ sơ báo lãnh vợ từ tháng 7 2019 đến giờ chỉ nhận được giấy báo nhận hồ sơ còn không giấy tờ gì khác, có trở ngại gì hay không? Ok, Sơn, ở trên cái trang của USCIS thì nó có một cái lịch, chị không biết là em ở đâu,
thành ra cái lịch nó sẽ khác ở từng tiểu bang ở cái vùng mình ở ha. Nhưng mà để chị cho em biết sơ lược là cái hồ sơ của những người đang bảo lãnh vợ chồng có thể xanh là sở di trú họ đang duyệt tới tháng nào, thì như vậy em sẽ biết là nó đang nhanh hay là nó đang chậm. Tại vì thường cái hồ sơ vợ chồng có thể xanh bảo lãnh cho nhau á, thì nó trước đây thì nó 2 năm, nhưng mà hiện giờ đó là nó đang duyệt cho những ai đã nộp hồ sơ vào ngày 25 tháng 7 năm 2019. Nếu mà em đã nộp hồ sơ của em vào tháng 7 năm 2019, có nghĩa là cái hồ sơ của em đã sắp sửa được duyệt xong rồi. Thường á, nếu mà cái lịch ở trên sở di trú nó trùng lịch với lại cái lịch của mình, thì nó yêu cầu là mình chờ 60 ngày. Sau 60 ngày mà nếu mà cái lịch họ duyệt nó quá cái ngày của mình á, thì mình cần phải làm một cái service request. Nó là một cái đơn thỉnh cầu cũng trên mạng của sở di trú, để mà em yêu cầu sở di trú cập nhật thông tin về cái tình hình hồ sơ của em nó đã như thế nào và lý do tại sao đang bị chậm trễ. Bình quân hiện giờ một cái bộ hồ sơ sở di trú họ duyệt khoảng chừng 8 cho tới 11 tháng. Sau đó thì hồ sơ sẽ được gửi đi về Việt Nam về lãnh sự. Và em sẽ bắt đầu đóng tiền visa, siêu tầm những cái thông tin về tài chính của em, siêu tầm thông tin về tài chính của vợ em. Em nhớ là sau ngày 28 tháng 2 năm 2020 này là tất cả những người muốn sang qua bên đây định cư là phải chứng minh tài chính. Có nghĩa là họ phải xác nhận với lại chính phủ Hoa Kỳ là khi mà họ sang qua bên đây họ sẽ không có trở thành gánh nặng Hoa Kỳ và họ không có nợ nần gì ở bên Việt Nam. Nếu có thì mình phải thế chấp những cái tài sản đó vào để mà mình có thể thuyết phục được lãnh sự là mình không có trở thành gánh nặng và sẽ không có xin những cái trợ cấp chính phủ ở bên đây. Ok. Rồi, mình không có thấy có thêm một cái số câu hỏi gì nữa. Ok, rồi. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi cái chương trình. Hy vọng là mình đã giúp ích được những ai đang ở bên Việt Nam có một vài cái kiến thức để chuẩn bị sang qua bên đây định cư. Rất là cảm ơn cái sự theo dõi của anh chị. Nếu ai có những cái đề tài gì mà muốn mình làm những cái chương trình sắp tới thì anh chị có thể inbox cho mình. Xin kính chúc tất cả mọi người một ngày làm việc thật là đầy năng lượng. Những ai bên Việt Nam thì xin chúc anh chị một buổi tối ngủ ngon. Hẹn gặp lại trong những chương trình sắp tới.